Đây, đây là cái bức tranh của một khán giả trên kênh Cuộc Sống Diệu Kỳ mà chị xin phép lại giấu tên. Có nhà là em là Mang Lanh và chị muốn nói là muốn đại diện cho tất cả các anh chị em trên kênh Cuộc Sống Diệu Kỳ để tặng cho thầy một cái bức tranh do chính chị là làm ra cùng với một cái bức này. Thì đây là thầy có thể tìm mãi ra thầy xem ạ. Em nghĩ là thầy sẽ bất ngờ với cái quà mà chị có đi kéo được cái dầu có kéo đây 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 chẳng kỹ cột kỹ quá đây 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 là hôm trước là chị nhờ em là đi thay cái gương bỏ gương vào chứ thì dở về đi xe đó cho nó bể muốn gửi tặng cho thầy để làm kỷ niệm. Hơi bị dài á, nhiều quá. Quà gì đó mà dài kíp quá. Hay rất to luôn đúng không? Hồi nay thứ bảy đi tập huấn này thầy. Phải làm kỹ lại chứ không là nó bể. Kỹ quá. Thầy lật đúng hướng luôn, lật đường từ như thế này mà là chưa thấy gì. Đây là nó rất có ý nghĩa về mặt tinh thần, đặc biệt là cái tình thầy trò của thầy Cương cùng với tí hồng cà rễ. Rồi. Để chưa biết là cái tranh gì đây. Dạ, thầy mở ra thì xem được nào. Ôi trời ơi. Đấy. Đây là bức tranh. Dạ. Đấy thầy kể lại suốt quá trình thầy cuộc đời sự nghiệp của cá rể đúng không? Dạ. Thầy thấy như sao? Không biết khán giả nào mà cái kỳ công, rất kỳ công. Dạ, đó là một cái chị theo dõi cái hành trình của thầy và Tí Hon rất là nhiều năm rồi. Và khi nghe tin thì chị bỏ ra rất nhiều ngày để làm nên một cái bức tranh như thế này. Chị có tâm sự với em rằng là đi in ra, đi photo ra là 1000 cái bức ảnh để mà chọn lọc lựa ra nó dệt nên thành một cái bức tranh mà nó khoảng là gần 100 tấm như thế này thầy nè. Cô khán giả nào đấy cũng khá là tương đối là kỳ công thôi. Dạ. Nhưng mà chị không muốn là nêu cái tên chị là ai. Chị muốn là đại diện cho Cuộc Sống Diệu Kỳ gửi tặng cho thầy. Mình muốn biết để biết tên khán giả đấy thì mình cảm ơn. Dạ. Bởi vì đây là những cái bức tranh nói về cái tất cả những gì mà cá rể từ khi mà xuống trường mà biết được mình dẫn ra Hà Nội. Dạ. Trong tất cả những cái bức ảnh này thế này thì thầy là cái nào là thầy chú ý nhất trong số những bức ảnh này thầy? Trong cái bằng này cái mà đầu tiên mà ấn tượng nhất ấy là có một cái bức ảnh mà bắt đầu tiên đưa xuống trường là anh đây. Đây là thầy đúng không? Là anh đây là anh em đúng không ạ? Đây là cha cá rể. Dạ. Còn khi mà để thể hiện được các hoạt động vui chơi. Đây là cái tranh này là ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Ở đâu thầy? Bệnh viện Nhi Trung ương. Ủa em bị tưởng ở nhà chứ sao khóc đây? Khóc đúng không? Lúc lấy máu đấy. À, lúc lấy máu là khóc. Đây là lúc lấy máu. Dạ. Đây này, hình này với hình này là một. Ừ, những tấm này. Tấm này hình như hôm bữa em quay tấm này. Cái tấm này là cá thể ngày đầu tiên xuống trường. Dạ. Được xuống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Dạ.
Di trường thành phố Quảng Ngãi đây. Còn đây là sinh nhật năm ngoái. Như vậy là cơ rể mình là 10 năm nay nếu tính là 14 tuổi hay là 11 tuổi này? Cơ rể tính ra là 10 theo tính của mình đấy là năm nay là 13 tuổi. 13 tuổi. Chuẩn bị tháng 12 là 14 đúng không? Nếu tính thì 20 tháng 12 này là 14. Là 10 không 13. 13. Nếu tính tuổi ông bà là 14. Nếu tính tuổi ông bà là 14. Tuổi người ta gọi tuổi mụ nhưng mà còn tuổi là tính là 13 tuổi. Cái sinh nhật này sinh nhật Nhật năm ngoái này. Cái tấm ảnh này nó chỉ làm rất kỳ công đây ha. Đây nè, thầy giải thích cho từ đây đây thầy nè. Chị ghi là vá cương là có phải là bố cương không thầy, nếu là theo người dân địa phương. Người Hơ Re thì người ta vá tức là bố. Tức là cha đó. Như vậy là chị cũng am hiểu trước khi làm đó thầy nè. Đây là chị có ghi cái nội dung là ca rể yêu thầy, ca rể yêu vá cương. Và chỉ đại diện là khán giả kênh Cuộc Sống Diệu Kỳ là kính tặng cho thầy Đặng Văn Dấu, Đặng Văn Cương với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ và kính trọng thầy. Thì chị bắt đầu bắt tay vào làm là ngày 20 tháng 11. Thì làm xong thôi bức ảnh này thì có chuyển về cho em và em đi lắp gương hết để mang đến tặng cho thầy. Nói chung là các anh chị cũng dành rất nhiều tình cảm đặc biệt cho tí hôn cho rể. Thầy thấy bất ngờ không? Món quà này đối với thầy như thế nào? Khán giả nào đây, một người khán giả chắc là cũng theo dõi suốt quá trình hành trình của ca rể rất là kỳ công. Sau khi nhìn lại được những cái hình ảnh này thì đây, hình dần dần mới nhớ lại nhớ lại những cái kỷ niệm đối với ca rể thông qua cuộc sống kỳ diệu. Xin chân thành cảm ơn một cô nào đó, cô khán giả nào đó. Thầy rất muốn là chị ấy là ai? Mình cũng rất muốn biết là khán giả, tên khán giả nào để mình có lời cảm ơn. Nhưng mà rồi em nghĩ là có duyên thì em sẽ thông tin cho chị ấy. Để em còn một cái gì nữa, còn một cái... Đây là... Đây thầy dựng lên đó. Quá đẹp thầy, tấm đó là teo, thầy teo lên là quá đẹp luôn á. Và đây là cái một cái bức thư pháp, thư pháp cũng chính thì người tác giả làm ra bức ảnh kia, rồi cũng gửi tặng thầy. Em chưa biết là viết cái chữ gì trong đó. Mở quà mà cũng hồi hộp ghê. Nói chung là người nào thật sự mà có tấm lòng mà muốn làm ra được cái đầu tư công kỹ nữa này chứ không rồi. Đấy chứ. Đây là chữ chữ Phước đúng không thầy? Hữu. Hữu đức phước tự lai. Tự lai. Dạ, hữu đức phước tự lai là thầy muốn Sài Gòn. Vậy là chắc là khán giả này ở Sài Gòn rồi. Dạ, chắc là ở Sài Gòn nhưng mà muốn tặng cho thầy một cái chữ là chữ Phước. Chữ Phước. Dạ. Quá đẹp này. Làm chính tay thì làm ra cũng quá ấy luôn á. Đây là một cái món quà đặc biệt của một khán giả trên kênh Cuộc Sống Diệu Kỳ. Sau khi mà ca rể mất đi thì bằng cái sự tôn kính, bằng cái sự thương nhớ, tiếc thương ca rể, rồi kính trọng cái tình thầy trò của thầy Cương và ca rể thì tác giả này đã bỏ ra rất nhiều ngày để mà làm nên hai cái tác phẩm thông qua Cuộc Sống Diệu Kỳ thì gửi tặng thầy Cương. Rất đẹp đúng không thầy? Tình thầy trò, câu chuyện của tình thầy trò này. Rồi rất cảm ơn thầy. Một lần nữa thông qua kênh Cuộc Sống Diệu Kỳ, xin chân thành cảm ơn khán giả nào đấy đã tặng hai món quà đều rất ý nghĩa. Rồi. Các anh chị. Và bản thân tôi rất ghi nhận. Các anh chị thấy ấy thì cũng mong là thầy tiếp tục là
công việc của mình để nhân lên cái lòng nhân ái và đặc biệt là đồng hành với cuộc sống Diệu Kỳ và xây dựng cái chữ phước này nó sẽ càng ngày càng lớn lên trong cái cuộc sống thầy nhé. Rồi em cảm ơn thầy.